Rồi giải tĩnh mạch nhá. Giải tĩnh mạch thì người ta sẽ có hai giải tĩnh mạch này, nông với sâu. Như cô đây là bị sâu, sâu là phía sâu phía trong này. Sâu phía trong thì mình phải nhấn vô, mình mới cảm nhận được là phía trong đây này có những cái chỗ giống như cái những cái gọi là những cái sợi gân đó, là những cái mạch máu nó bị tắc sâu phía trong. Còn nhiều người mà giải tĩnh mạch nông á thì nó nổi giống như từng cái rễ cây phía ngoài đây, mình nhìn là mình biết liền, thấy chưa? Thì nông sâu gì á, mục đích mình làm hỗ trợ người ta làm giảm, hỗ trợ giảm tĩnh mạch nhất thì mình đều làm giảm dần những cái chỗ tắc đó. Rồi làm hỗ trợ và giảm tĩnh mạch á, giảm tĩnh mạch á thì đầu tiên là mình cũng là xác định bốn cái huyệt phía trên dưới đây, thấy chưa? Bắt đầu mình cũng dây vô bốn cái huyệt, nhấn giữ rồi thả. Dạ. Huyệt này. Nhấn vừa vừa thôi nhá, bởi vì những cái người mà bị giãn tĩnh mạch á là cái mạch máu phía sau người ta rất là yếu. Nhấn mạnh quá này kia người ta thâm rồi người ta bị vỡ mạch máu. Nên là mình nhấn đừng có nhấn mạnh quá. Vừa vừa thôi. Đó. Rồi, cái nữa là ở đây. Dây cái phần ở giữa. Phần ở giữa này. Tức là này mình nảy là mình làm bốn chỗ đây, bốn cái huyệt đây, nó dây một phần giữa đây, phần giữa giữa cho những thể vô đi cho nó cô đau cô cứ la lên nhá cô, đau quá chịu đựng. Cô đau cô la đi cô, để con biết đường con chỉnh cái lực. Chứ nhiều khi nhấn để cho nó vô sâu á, vô sâu mới cảm nhận được phía sau, phía trong á. Nên là con nhấn hơi mạnh, cô phải la để con biết. Đó, thì những cái động tác đầu tiên trước khi mình làm giải tĩnh mạch là vậy, thấy chưa? Nhấn huyệt rồi dây cái phần giữa. Dây cái phần giữa. Đó. Như cô đây tắc rất là nhiều này, chỗ đây cũng tắc này. Phần dưới đây của cô tắc cũng rất là nhiều này. Chỗ đây là do lúc nãy anh dây rồi, anh làm thử lần rồi. Tắc chỗ đó cứng hả? Chỗ đây cứng này. Nhấn vào đây có đau đúng không? Đó, đau. Những cái chỗ mà bị tắc là nhấn vào chỗ nào nó cũng đau cả hết. Nhấn vào chỗ nào cũng đau hết. Càng rồi. Sau khi mà mình làm cái phần này rồi, bắt đầu mình sẽ thông máu từ dưới đây lên trên. Chưa? Làm cái giãn tĩnh mạch này là làm từ dưới lên nhá, bởi vì là máu người ta đang bị dồn xuống dưới không có trở lại về tim được, nên là mình làm từ dưới lên chứ đừng có là nuốt xuống thêm đây thì người ta thêm bị nặng thêm. Rồi bôi dưỡng thể vô ha. Bây giờ bắt đầu là làm người ta đau này, những cái phần này là cái nào người ta cũng đau hết á, bởi vì người ta bị tắc mà. Đầu tiên là giò nhá, giò điểm tắc giống như là trên lưng thì có thể mình dùng bốn ngón, hai ngón hai bên này, hai ngón phía trên này, đau có la nhé cô. Này bắt đầu đẩy lên từ từ đẩy lên, từ từ đẩy lên, miết vô nhá, miết những cái ngón của mình vô, mục đích để mình tìm những điểm tắc này. Mình tìm thấy những điểm tắc á, là dựa vào cái phần ngón tay của mình, và cái nữa là mình tới mà đúng cái chỗ là người ta sẽ la đau đó. Thì ban đầu mình có thể mình làm nhẹ nhẹ trước, nhẹ nhẹ cho người ta quen trước, chứ đừng có vô phát nhấn thật mạnh vô người ta đau quá, được chưa? Làm nhẹ nhẹ trước, nhẹ nhẹ lên, dần đó. Sau đó tăng dần cái lực lên để vô sâu. Những cái người mà cái giãn tĩnh mạch phía nông phía ngoài á thì mình thấy rồi thì mình không có cần phải nhấn mạnh cái lực, nhưng mà những cái người mà giãn tĩnh mạch sâu phía trong á là phải nhấn cái lực vô để mình cảm nhận những cái chỗ nào mà nó bị tắc phía trong. Ví dụ như những cái chỗ này này, nó tắc dưới đây đang đỡ này, dưới đây có đau không cô? Đau. À, dưới đây đang còn đỡ này, tức là chỗ đây nó còn ít, nhưng mà lên dần phía trên này, chỗ đây này, chỗ đây cũng tắc này. Đó. Cái này mọi người tí nữa mọi người có thể tới, chắc là mượn cái chân của cô để thử. Đó. Cô dễ, tức là mọi người đưa cái tay vô là thấy à, để biết cái chỗ nào là tắc, sau này mình gặp khách hàng á, mình biết chỗ đó tắc. Đó, ví dụ như chỗ đây cũng tắc này. Đó. Đó, mọi người tìm chỗ tắc, vuốt như này lên để tìm điểm tắc. Thì điểm tắc hai đường đây này, hai đường đây này, hai đường giữa này với hai đường ngoài này,
nha, là những cái đường mà có thể là tắc. Mình tìm đó, hai đường giữa này, thấy chưa, hai đường hai bên này, rồi hai đường ngoài cùng này, thì tắc nhiều nhất là bốn cái đường ở giữa đây, bốn đường ở giữa đây. Rồi tìm, khi mà tìm tới, ví dụ như tới này, vuốt tới chỗ đây, thấy chỗ đây điểm tắc, đây tắc, thấy chưa, tới đây tắc, thì mình giữ, giữ này, mình miết, miết lên nhá, miết cái chiều hướng lên, giữ, miết lên, giữ và miết lên, đó, miết khoảng 5 lần chỗ này, 3 đến 5 lần chỗ này, sau bắt đầu chuyển chỗ khác, đừng có miết một chỗ nhiều nhá. Biết một chỗ nhiều biết là chỗ đó người ta thứ nhất là đau, thứ hai là cái chỗ đó cái gì vỡ máu, nên là miết, nhấn giữ xong rồi miết, xong rồi chuyển sang chỗ khác, chuyển là chuyển hướng lên nhá, chứ đừng có chuyển xuống nữa. Mình đang đẩy máu lên mà, chuyển tới đây chỗ đấy tắc, dây, xong rồi tiếp tục đẩy lên, xong gặp điểm tắc tiếp, dây, thấy chưa, dây, tiếp tục đẩy lên, ví dụ điểm này tắc lại dai tiếp đó. Những cái chỗ tắc thì mình phải dai nhiều lần, dai nhiều lần. Đau không cô? Đau. Không nghe cô nói gì hết. Cô đã tê rồi. Đó. Tắc này, tắc thì dai này. Những làm cái này mình đừng có nhấn hết sức nha. Mình làm cái gọi là tăng lực dần dần đó. Rồi xong hết một lượt thì tiếp tục lại đẩy từ dưới lên. Những cái chỗ nào mà không có điểm tắc đó, thì mình cứ đẩy qua không xa là xong, tới chỗ cái tỏ tắc đó bắt đầu dừng lại để đẩy dây lay và đẩy dần lên, cứ làm như vậy, thấy chưa, làm như vậy khoảng 5 lượt như vậy, 3 đến 5 lượt như vậy, chứ đừng có đang không như này làm phía trên xong lại nhảy chỗ khác như này. Hướng của mình là hướng đẩy lên, cứ tớ đẩy dần lên tới chỗ nào tắc là dây, xong lại đẩy lên tiếp, xong lại dây, đẩy lên tiếp, xong dây, thấy chưa? Cái hướng của mình là như vậy, chứ đừng có nhảy tùm lum là thứ nhất, chứ đừng có thôi di chuyển theo cái hướng xuống là thứ hai, hai cái đó là đừng làm, nha. Hướng của mình là hướng đẩy lên, đó. Tiếp tục tìm những cái điểm khác, đường khác. Này mình đang làm hai đường giữa đúng không? Tiếp tục mình làm hai cái đường hai bên này. Nếu mà mình gọi là thuận tay á, mình làm một lần hai đường, còn nếu không thuận tay á, thì một tay mình giữ, một tay mình là đẩy, một tay mình giữ, một tay mình đẩy, đó, đúng điểm tắc là bắt đầu dây, đẩy lên, dây, đây, đó, dây, rồi, nãy giờ mình đang làm cái này là người ta sẽ đau. Đó, nhưng mà mình làm sẽ lặp đi lặp lại 3 đến 5 lần như vậy, một lần mình gọi là một lần mình thông máu cho người ta, thì mình làm 3 đến 5 lần như vậy. Sau cái động tác như vậy xong, bắt đầu mình làm, nãy giờ mình đang làm người ta đau thì bây giờ mình làm cho người ta nhẹ nhàng xíu, làm cái động tác bóp này, bóp từ giữa lên nhá, làm như này người ta sẽ thoải mái. Có thoải mái không cô? Nãy giờ gọi là hành hạ người ta xong, bây giờ xoa người ta. Xoa người ta đỡ đau. Đó. Chứ không là nó cứ làm như kia, người hoài là người ta đau lắm. Đó. Làm này thì cũng khoảng cỡ 3 đến 5 lần như vậy. Bóp cái này là bóp từ hướng từ dưới lên trên thôi. Đó. Mình làm thông mạch máu giãn tĩnh mạch đều từ dưới lên trên nhá. Bóp như vậy. Rồi xong cái này á, xong cái này xong, bắt đầu mình có bóng không ta? Có bóng rồi. Cho em đang giữ cổ tay cô có này. Cô đang giữ cổ tay. Bóng nó hai nhỏ này, cầm bóng đá rồi. Đây bóng đây. Đá đi. Rồi cho con người cầm bóng. Cứ quăng xuống đi. Rồi cho người ta kẹp cổ bóng lại nhá. Kẹp quả bóng xuống. Rồi mình cho sẵn dưỡng thể, khi mà kẹp quả bóng xuống này, đưa dưỡng thể lên đây. Động tác của mình lên này, động tác vút xuống, vút xuống nha, đè cái chân người ta sát vô, đừng có đè mạnh quá, vừa thôi, vút xuống, vút xuống, nhớ vút hết miết hết cái tay mình vô nha.
Biết không? Lúc này là cái quả bóng này đang khóa cái chỗ mạch máu đây. Mình viết xuống tức là máu mình đang vô cái mạch máu về phần gối. Đang đẩy máu lên đó. Đang đẩy máu lên đó. Viết xuống. Nhưng mà lúc này do đang khóa chỗ đây thì máu nó sẽ dồn về nó giữ. Và nó như kiểu nó đang tập trung chỗ phần này nhiều. Giờ mình viết xuống khoảng 15 lần như vậy ha. 10 đến 15 lần như vậy. Nhớ là này đừng có đè là mạnh quá này, thứ nhất này, thứ hai là lúc mình vuốt xuống á cũng đừng có đè vào cái phần gối người ta nhiều quá này. Rồi vuốt này xong á, bắt đầu này chuẩn bị sẵn dưỡng thể qua tay nhá. Sau khi mà vuốt xong chưa nhả ra là cho sẵn dưỡng thể qua tay, xong là bắt đầu thả ra một phát này, tức là lúc này máu đang bao dồn lên này là bỏ cái bóng đang vuốt lên. Yeah, tức là lúc này mình đang đẩy máu lên trên. Đẩy máu lên trên. Xong những cái động tác này thì mình có thể làm thêm những động tác vô này. Vỗ thì có thể mình vỗ chân này. Chân là mình vỗ đập đây. Đó nha. Trên đây thì mình có thể mình vỗ chân này. Trên dưới. Ở đây. Được chưa? Mục đích là mình tạo ra những rung động cho máu từ đây nó lưu thông, máu biết nó lưu thông. Đó là xong một cái chân, xong một cái chân. Thì lúc này mình chuyển sang cái chân bên kia, cũng làm tương tự y chang như vậy. Làm xong cái bước này á, xong bắt đầu mình cho khách hàng lật ngửa lại, rồi cho khách hàng gác cái chân lên cái gì cao cao á. Cô quay ngược lại cho con như cô. Cái này hướng dẫn đó nhá, tí nữa con sẽ làm cô cái chân bên kia. Ví dụ như cho các cái ghế thì gắn lên đây thôi, tức là người ta chỉ cao khoảng chừng này này, được chưa? Ví dụ nhá, còn mình khi mình cho cái hàng gác thì kiểu gì nó gác cái bên mà ai xíu thì gắn này đau chân, được chưa? Nhưng mà cao cỡ tầm này, tầng này thì cao quá, cao cỡ tầm này, còn dưới đây thì thấp quá. Nói chung cao cỡ tầm này là ok này, khoảng 20 cm này, gác chân người ta lên để mục đích là máu nó đang dồn về, đừng có để máu nó trả lại ngược xuống chân. Được chưa? Đó. Sau khi mà làm cái này xong á thì mình có thể làm tới những cái bước giãn cơ giống như lúc nãy Hùng nói rồi đó. Tức là sau cái bước mà làm đầu gối thì mình giãn cơ, mà sau cái bước giãn tĩnh mạch mình cũng giãn cơ như người ta. Giãn cơ là xoay này, rồi là ép chân này. Được chưa? Rồi xong cái này ép cơ, giãn cơ, ép chân xong á thì bắt đầu mình cho người ta ngồi dậy, đứng dậy và hướng dẫn người ta cái động tác chỉ kinh, hướng dẫn người ta dùng cái làm cái động tác chỉ kinh để giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, ok ha. Rồi đó, xong rồi đó.